phải có một người xuất hiện đứng đầu trong một cái gia đình đó để cân bằng. Vậy thì vốn dĩ hạnh phúc chính là việc trong một gia đình bạn đừng cân bằng. Ngày nào bạn cố cân bằng thì ngày đó bạn mất hạnh phúc. Mà ai ở đâu hãy ở nguyên đấy. Đừng bắt người khác phải sống theo cách sống của mình. Hoàng Ngô có đặt câu hỏi: em chào thầy, xin cho em hỏi trong cuộc sống gia đình, điều gì tạo nên một gia đình hạnh phúc? Em cảm ơn thầy. Thứ nhất là chúng ta phải bàn đến cái khái niệm hạnh phúc đầu tiên ạ. Thì tâm thức của mỗi một vòng tâm thức trong một con người thì nó rất là khác nhau. Thì cái này mọi người cứ nghe đi nghe lại mãi rồi, nhưng mà Tuấn vẫn phải nói lại. Trong tâm thức của mình thì nó có 6 cái vòng tâm thức căn bản. Tâm thức đầu tiên là tâm thức ở vòng vật chất, tức là đối với họ có nhiều tiền được gọi là hạnh phúc. Tâm thức thứ hai là vòng cảm xúc, thì đối với họ được tôn vinh, được tôn trọng thì gọi là hạnh phúc. Tiếp tục, cái vòng thứ ba là vòng sinh mạng, đối với họ được bình yên, được khỏe mạnh thì đối với họ như vậy là hạnh phúc. Cái anh thứ tư thì trí tuệ. Vòng trí tuệ thì anh bảo là đối với anh ta là phải hiểu biết các quy luật và sống thuận theo tự nhiên, sống trong hiện tại. Không, thấy rõ, biết rõ các quy luật vạn pháp vận hành thì như vậy anh gọi là phải sống như vậy thì mới gọi là hạnh phúc. Anh ở vòng nghiệp lực thì mới đặt câu hỏi là phải giúp được bao nhiêu người hạnh phúc thì mình mới là người hạnh phúc. Nhưng anh ở vòng tâm không thì hạnh phúc của tôi không phụ thuộc vào người khác, nhưng hạnh phúc của tôi là tùy duyên. Nếu anh gặp khó khăn tôi có thì tôi giúp đỡ, nếu không có anh thì tôi rảnh rang tôi sống. Như vậy nó đạt được cảnh giới tùy duyên. Như vậy là mỗi một vòng thì hạnh phúc nó khác nhau. Đấy là đứng trên một con người nhé. Xong tiếp tục, nếu hai vợ chồng mà lấy nhau mà hai thằng cùng tham thì bàn với nhau tâm đầu ý hợp để đi kiếm tiền thì đấy chính là hạnh phúc niết bàn của nó. Nhưng mà sợ nhất hai vợ chồng lại nệch tầm. Vậy thì bắt đầu nó căng rồi nha. Nhưng mà trong một gia đình hai vợ chồng lệch tầng rồi nhưng lại đẻ đứa con vòng trí tuệ, lại lệch tầng nữa. Nhưng bố mẹ chồng thì lại vòng nghiệp lực, lại lệch tầng nữa. Vậy thì trong nhà có 5 tầng chẳng hạn hay 6 tầng, mỗi ông sống một tầng và ông nào cũng bắt ông còn lại về tầng của mình sống. Vậy phải có một người xuất hiện đứng đầu trong một cái gia đình đó để cân bằng. Vậy thì vốn dĩ hạnh phúc chính là việc trong một gia đình bạn đừng cân bằng. Ngày nào bạn cố cân bằng thì ngày đó bạn mất hạnh phúc. Mà ai ở đâu hãy ở nguyên đấy. Đừng bắt người khác phải sống theo cách sống của mình. Ví dụ người ta ở vòng vật chất mà người ta tham về kiếm tiền, ham kiếm tiền, lao động suốt ngày rồi tích lũy từng đồng keo kiệt để giữ tiền. Họ đâu có xấu, họ không có xấu. Và sở thích của họ là tích lũy tiền, họ đâu có xấu. Thế còn việc của mình là mình thích tiêu tiền vào những thứ gì ạ? Hàng hiệu, cảm xúc. Và tiền mình kiếm được cũng là đồng tiền mà chân chính thì mình đâu có xấu. Cũng như vậy, một ông kiếm được tiền và ông bỏ tiền ra đi học liên tục những cái thứ các cái thầy về triết học để học về các quy luật cuộc sống thì họ cũng đâu có xấu. Vậy thì không ai xấu hết, chỉ có điều mỗi người một màu. Người màu tím, người màu vàng, người màu xanh. Vậy tại sao màu tím lại cứ bắt màu xanh phải chuyển thành màu tím cho nó đẹp? Thằng màu vàng thì bảo cả hai thằng khốn nạn chúng mày chuyển thành màu vàng của ông đi, màu vàng của ông mới đồng mà là màu đẹp.
Vậy thì ở đây tôi muốn nói là mỗi một người sống trong cuộc đời này, họ đều có một màu của cá nhân họ để họ sống và họ hạnh phúc. Điều quan trọng nhất, chúng ta chỉ cần giữ được cái lõi là trong một gia đình đừng có ai sống mà để làm cái việc mất đạo đức. Mất đạo đức. Đừng có ai sống mà làm cái việc mà vi phạm pháp luật. Thế thôi. Còn anh ở tầng 5 cứ tầng 5, anh ở tầng 1 cứ tầng 1, anh tầng 2 cứ tầng 2. Vậy thì điều quan trọng nhất trong một gia đình hạnh phúc chính là người đứng đầu phải có trí tuệ và phải biết phân bua được rằng đâu là cái gì cốt lõi mà gia đình mình phải giữ. Đó là đạo đức, và quy định rõ đạo đức của nhà mình là cái gì mà ngày xưa người ta gọi là gia phong. Thứ hai là bất cứ cái gì không được vi phạm pháp luật, thượng tôn pháp luật. Như vậy hai thứ đó là quan trọng nhất. Còn mọi người đều có quyền sở thích sống cuộc đời của mình, đều được tô vẽ cái màu của mình theo sở thích của mình. Tức là họ ở tầng nào, họ cứ ở tầng đấy. Không để tránh tình trạng giống mấy ông ở chung cư. Ông ở trên cao thì bảo trên này không khí thoáng mát sạch sẽ, sao mày không lên? Thằng ở tầng 4, tầng 5 thì bảo là ở trên đấy nó mà cháy là chỉ có chết, thì bố mày chạy cho nó nhanh. Tóm lại là cái gì cũng có hai mặt, mặt trái mặt phải. Tóm lại ai thích ở đâu ở nguyên tầng đó. Quan trọng nhất, đừng làm cái gì mất đạo đức, đừng làm cái gì mà vi phạm pháp luật. Hai cái điều đó là hai điều thượng tôn mà mỗi một gia phong, tức là dòng tộc, phải cố gắng đào tạo nhau để giữ được cái đó. Còn lại màu gì cũng được, không quan trọng, màu nào cũng đẹp. Đấy. Để cho nên là bác Trần Tiến bác ấy sáng tác cái bài mà sắc màu đấy. Làm gì có màu nào xấu đâu, màu nào cũng là màu đẹp. Đời con người mình cũng vậy, người họ vân tập vật chất họ cũng là người tốt. Vấn đề nó không vi phạm pháp luật và không vi phạm đạo đức. Thứ hai, cái người mà thích oai cũng được, oai mà họ nỗ lực họ làm cũng được mà có sao đâu. Cái người mà gì ạ, thích sống khỏe sống lâu cũng được, chả có ai xấu cả. Vậy niết bàn của ai để nguyên ở đó. Và cái người cầm trịch cái cuộc chơi của một dòng tộc, của một gia đình phải hiểu biết. Vì vậy nếu nhà mà rột nóc thì không đấy đâu mà hạnh phúc được. Cho nên bắt buộc nhà phải có một cái nóc, mà nóc này là nóc hiểu biết, còn nóc này mà nóc ngu thì không đấy đâu một gia đình hạnh phúc được. Đấy. Rồi, xin cảm ơn câu chuyện của cái câu hỏi của anh Hoàng Ngô. Và chúc Hoàng Ngô chuẩn là nóc và cân bằng được cái gì ở đâu để nguyên ở đó nhá. Và chỉ cần giữ được cột, được móng thôi, tức là giữ được đạo đức và giữ được gì thượng tôn pháp luật thôi, thì ắt gia đình nhà mình sẽ hạnh phúc. Và tất cả mọi người khi về nhà thì đúng là nơi để về. Về nhà mới được sống nguyên là màu của mình, mới được nguyên bức tranh của mình, mà không ai phải tô vẽ thêm, không ai phải điều chỉnh thêm, không ai phải đổi màu, không ai phải đeo cái mặt nạ để vác cái mặt về nhà. Thì như vậy mới thật sự là hạnh phúc. Rồi, cảm ơn Hoàng Ngô. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.